nơi hiện trường gia đình chúng con thì có cái sự nhân sự rất lớn nơi gia đình chúng con thành kính cảm ơn tất cả các vị. Chúng con biết vô thường ai cũng phải đến, sanh tử là chuyện đương nhiên không thể tránh khỏi. Ngày nay nhân duyên đến với gia đình chúng con cũng như rồi một ngày nào đó các vị cũng phải gặp cảnh này, không ai mà phải không rơi lệ. Với tu sĩ chúng con biết ái là trọng, ái bất động tất sanh ta bà. Chúng con biết điều đó, nhưng chúng con không thở nào mà không rơi nước mắt trước người thân của mình đang mất. Quý vị cũng một ngày nào đó rồi quý vị cũng sẽ khóc. Này con không biết nói gì hơn, thành kính cảm ơn chư tăng ni hiện tiền cùng một quý vị tử đang hiện tiền ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng nguyện quý vị tôn túc Phật tọa sư Phật tử cũng phước thọ hoàn nghiệp tiêu trừ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi đại đức Minh Thành tâm tình nghĩa linh sơn công phu quý thuộc của Bồ Đề đại đức đã nói lên một tấm lòng chân thành vô cùng của cuộc thi huyền để chia sẻ sự mất mát to lớn của gia đình trong cuộc đời này. Ai cũng phải có một giọt nước mắt, đó là giọt nước mắt pháp cha, đó là giọt nước mắt pháp mẹ, đó là giọt nước mắt thân của người thân. Chúng ta đã sinh ra từ trong nước mắt, lớn lên từ trong nước mắt, và từ bỏ cuộc đời này chúng ta còn một cái hành cái duy nhất hoặc là giọt nước mắt. Như đại đức đã nói, tuy nhiên là người có công Phật, chúng ta cố gắng làm sao biến giọt nước mắt kia thành hạt gạo kim cương, biến giọt nước mắt kia thành giọt nước cát lồ, biến giọt nước mắt kia thành hạt đại dương của Phật thế. Và bởi cả mênh mông không đông đầy người lập lề, mây tờ lập lòng không phủ kịp được bóng ca. Tuy nhiên là người con Phật lớn lên rượu thành trong công đức của Phật, chắc chắn rồi chúng ta cũng sẽ đông đầy lập lề bằng đại dương của Phật thế và phủ kịp bóng ca bằng mây cả lại từ mà đại đức Đức Thành đã đảm lợi nhắc nhở chúng ta. Gia đình con cháu mong các vị trân trọng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ phút này có đại đức Giác Thiền xin đại diện cho chư tăng nói lên những lời trong cái hành của sư phụ của Bổn Sư thì con trò thay mặt cho hàng đệ tử đồng đồ biết và giữa cha thầy cầu nguyện nhân tâm cầu nguyện của Phật tử để cho Phật tử bình an được bình yên những chúng sinh tịnh độ và cũng bình tĩnh được chia sẻ sự mất mát của gia đình cũng là cùng nhau đau khổ được Phật dạy là trăm năm các bộ vô thường năm sanh tử đức dương đức lòng đức Phật dạy này có sanh thì có nhiều ai sao sao trăm năm không bằng mà sống một ngày mà biết tất tối thượng được biết tu hành cho nên là cũng muốn gia đình nhân viên chúc đức đầy đủ nhiều đời nhiều kiếp nhân sinh ra là gặp Phật gặp pháp gặp tăng ăn để nuôi dưỡng mình của mình và nhà mình rất là quý giá nhất là có hai người con xuất gia tu hành theo con đường Phật pháp. Giờ này cũng xin thay lời sư phụ dạy trên lời Phật tử cái tăng năng tâm cầu nguyện và cũng cùng với vấn đề sẽ tấn nhau tu hành để có thiện duyên ra đi được về nhà sư phó pháp năm năm mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật và chứng minh và đó cũng là một lời để nhắc nhở Phật tử gia đình con cháu ngày sáng cố gắng sống với Pháp Phật và Thầy.
sống tối lời Phật về, vì lời Phật và lời hoàn đề để soi sáng cho mình đi. Lời Phật dạy giết cầu để qua khỏi sanh tử. Lời Phật dạy là cái con bước vô lượng để trang nghiêm cho mình hôm nay và ngày mai. Mong rằng toàn thể con cháu hãy ráng cố gắng cái hành trang duy nhất của cuộc đời mình, đó là lời Phật dạy. Và chỉ có lời Phật dạy chúng ta mới nói được tất cả những gì mà chúng ta cũng có đến cha, chúng ta đến nghĩ về mẹ. Và Phật đã dạy người nào có công đức của Phật để làm giấy, có bút pháp công đức để làm bút, mà đại đức giác thiền đã khai mong muốn cho các vị ôn tập. Giờ phút này bên ni thì còn có các vị chư tôn đức ni, tôi xin cung thỉnh các vị cùng có cái lời chia sẻ với gia đình. Không biết nói gì hơn, sự sinh ly còn đau xót nào bằng quên bệnh viện không phân dòng đề nóng. Đó là sự vô thường, là một định luật thời gian không có ai có thể tránh khỏi được. Như là người con của Phật, các bụi thân của ta là thân tứ đại trở về cho các bụi. Con cũng xin chia sẻ với gia đình, con cũng không biết nói gì hơn, cũng cầu chúc cho xin tay hối thân thành để hướng về, để cầu nguyện cho hương linh của chú Hiền Nhiên được sớm bạc tăng về miền Tây Phương tịnh độ. Rồi con cũng cầu hồng ân tam bảo để gia hộ cho gia đình thân thường an, thân thường lạc, bồ đề luôn luôn tăng trưởng, để bây giờ phụng sự giả pháp tam mô của sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trăm năm các buổi vô thường bừng có mắt dài thái mạnh thấy thông. 75 năm giờ này tất cả đều trở về các bụi. Nguyện cho Phật tử Hiền Nhiên sẽ ngộ được cái diệu pháp vô thường, sanh diệt phù hư trong kiếp sống, sanh tử để trở về với Phật, trở về với pháp, trở về với tăng. Đó là cái lòng mà vợ cô liên quan tình nghĩa trong gia đình đã nói lên, mong rằng Thiện Yên sẽ nhận và con cháu gia trong gia đình cũng sẽ lắng lòng tình ý. Lại con thương giáo dục mình đang qua kinh đại các đức thích thầy cùng với trưởng lão, với trưởng với sư ba cô, kính bạch sư phụ Thiện Yên cùng tôn đức. Kính thưa Phật tử, cô ba anh chị em, anh chị em thân mến, bổn phận nào là con để sống phải lúc nào cũng gặp tới cha mẹ an nguyện. Nhưng vì lý tưởng và hành trình của người con thúc gia, dù hoàn cảnh nào, không gian nào, hay nơi nào, nhưng vì cái hành hình chất cả đó, một người một chút. Tên, nghe tin, vẫn luôn tới chúng ta, biết tập một bàn thờ, bài sáng cầu nguyện cho cha ba đức Phật tiền tây phương, nhưng lòng con luôn bận yêu thương bất tận cha. Những lời gốc của cha con đó là những kiện kèm cháu kéo được từ thời xa quê ít độ rộng, tấm thân cứ bạc chịu bộ bối lên non qua nước non tâm con và chiếc ta ẩn dẫn thời gian cứ cho chặt con của cha ngày càng con lớn chiếc
Phật Tát Đại
kim ban Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin mặt tay, con xin thay mặt cho gia đình xin tri ân thượng tọa quý đại đức tăng ni đã hết lòng. Đã hết lòng bỏ ra công sức để cầu nguyện yêu linh của ba con được vượt vãng sanh về miền Tây phương cực lạc. Và cùng quý vị Phật tử cũng như anh em thân bằng quý thuộc đã đến nơi đây chia buồn cùng gia đình và hồn niệm. Cầu xin ơn nước này qua được sống vãng sanh về miền Tây phương tịnh độ. Dạ, con cũng không biết nói gì hơn, xin kính chúc quý vị, xin kính chúc thượng tọa cùng đại đức tăng ni Pháp Thể An Khang và cùng quý vị Phật tử được phước thọ, được sở nguyện tùy tâm thành vô thượng đạo. Cùng tất cả anh em và con thân bằng quý thuộc đến chia buồn cùng gia đình thân tâm thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là nghe được nhờ ngày bạn cũng đã đi cũng như cũng nhờ thượng tọa chủ sư tăng đi từ cầu nguyện ông bạn con không gì biết nói gì đó. Giờ gia đình chúng con xin đỡ đầu nãy lễ quan thượng đại đức tăng ni. Từ kết thúc của Phật tử Ngọc Hiếu đến với tăng ni và đại chúng Phật tử về mười phương chư Phật thùy từ chứng minh hộ niệm và cái tình nghĩa của vợ chồng cha con đã lệ rằng âm dương tuy tập tình thâm tập hình ảnh tuy văn nghĩa bất văn, ngôn từ nào có thể nói hết được tất cả những gì trong cái sanh ly tử biệt và chính đó mà người xưa đã nói, đã phải than thở bằng những cái tâm tình kiếp sau xin được làm người để nghe tắt nước vọng lời từ nghiêm. Và hôm nay cái lòng thành kính của gia đình để hiện hữu trong Phật, trong Pháp, trong Tăng, mong rằng hình ảnh của Phật, Tăng Tăng sẽ luôn luôn hiện hữu trong các vị. Để rồi đó là những gì mà các vị muốn nói cùng tầm của âm thanh, cùng tầm của ngữ ngôn để nói người thân mình trong tiếng nói của Phật. Em mà trong mà đứng này, hướng mà về khắp mà trong tập theo thời theo thế thân lập thân tìm kế sinh nhai hoặc đi buồn bán kiếm lời hoặc vào quân linh với đời lập công. Vì ràng buộc đồng mà công mối nợ hoặc trở ngăn vì vợ vì con quên cha quên mẹ tình thâm quên xứ quên sợ lâu năm không về. Ấy là nói những người có chi chớ phần nhiều dù hi
mà thôi. Sau khi pha hết của rồi, phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài. Theo trộm cướp hoặc là bài bạc, phạm tội hình tù ngục phải vương. Hoặc khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng bỏ thân ngồi đồng. Hãy tin giữ bà con cô bác, cùng mẹ cha sao sắc buồn rầu. Thương con than khóc u sầu, có khi mang bệnh đuôi mù vẫn vương. Hoặc bên năng vì thương quá lệ, phải bỏ mình làm quy giữ hồn. Hoặc nghe con chẳng lo lường, trả đình tù điếm phố phường ngao du. Cứ mài miệt với đồ bất chánh, chẳng mấy khi thầm tình mộ khang, làm cho cha mẹ than vang. Sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời. Hoặc cha mẹ đến hồi già yêu, không ai nuôi thiếu thốn mọi điều. Ôm đầu đôi rách kiều riêu, còn không cấp giường bỏ liều chẳng thương. Phần con gái còn nương cha mẹ, thì có lòng hiếu để thuận hòa. Cần lao phục dịch trong nhà, dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Sống đến lúc tòng phu xuất gia, lo bên chồng chẳng xa bên mình. Trước còn lai vạn viên thăm, lần lần ngồi lạnh biệt tâm biệt nhà. Quên giường dục sông thân ơn trọng, không nhớ công mang nặng để đau. Chẳng lo bao bộ cù lao, làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thay. Nếu cha mẹ rầy la quở mắng, trở sanh lòng hờn giận chẳng kiêng,
chớ chi chồng mà đánh liên miên thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất hiếu lượng ban nam nữ, nói không cùng nghiệp dư phải mang. Nghe Phật chỉ rõ mọi đàn, trong hàng đại chúng lòng càng thám thay. Gieo xuống đất lấy cây lấy cùi, đập vào mình vào môi vào hông, làm cho các lỗ chân lông thầy đều rươm máu ướt đầm cả thân. Đến hôn mê tâm thần bất định, một giây lâu mới tỉnh than rằng: bọn ta quả thiệt tội nhân, xưa nay chẳng rõ không hơn người mù. Nay tỏ ngộ biết bao lầm mà cung đình của gia đình chị chủ kính bạch chư tôn đức
thân thi hiện tiền chứng minh dứt tâm thanh tịnh trang nghiêm để hộ niệm tàu huyền cho tâm nguyện của gia đình được thành tựu viên mãn giờ phút này. Xin toàn thể đại chúng thân thi Phật tử gia quyến và tất cả bà con láng giềng đã vì tình nghĩa đến đây để một phút tưởng niệm, một phút đưa người thân ra đi về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin tất cả giữ một sức phút yên tình, trang nghiêm thanh tịnh trước khi dâng hương đảnh lễ cúng dường Tam Bảo. Xin tất cả chư tôn đại đức tăng ni đồng khởi niệm Nam Mô